Be Review Phim sẽ mang tới những diễn biến kịch tính nhất tại tập 11 và 12 bộ phim Người Thừa Kế Bất Khả Thi đây ạ. Cuối tập trước, Inha vì muốn trở thành chủ nhân thực sự của tập đoàn Kang O mà mất hết nhân tính, định say bái bai với người cha đang đau ốm. Có điều, Teo lại một lần nữa là kẻ ngáng đường khó chịu khi bắt tại trận hành động vô đạo đức đó. Dù vậy, hắn vẫn ngông cuồng, yêu cầu Teo hãy thôi dạy đời mình, dù sao thì Kang Inha của ngày xưa đã hẹo từ lâu rồi. Vậy thì hãy cố mà bịt miệng tôi đi, vì tôi đang nắm trong tay chứng cứ có thể khiến cậu trắng tay đó. Hơn nữa, Inha không có Teo đồng hành thì vô hại, còn một mình anh hoàn toàn có thể đạt đến ước mơ mà họ đã nghĩ tới. Ngay trong đêm, khi Jun được triệu hồi, thấy tiếng Inha đầu dây bên kia, hắn mừng như muốn rớt nước mắt, khẳng định bản thân sẽ hết mực trung thành và nhận mọi tội lỗi. Có điều, đứng trước án tử treo lơ lửng, thì cũng có chút rén ngang lo sợ. Nghe tới đây, sắc mặt Inha thay đổi 180 độ, nhanh nhẹn yêu cầu tên quản giáo xử lý Ki Jun gọn gàng nhất có thể, với chiếc bàn chải bỏ lại, dựng lên hiện trường là một vụ tự tư nghiệt ngã. Loại trừ được nhân chứng, mầm mống gây hại cuối cùng, hắn đã có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Trước đó, Teo thành thật báo cáo về công ty Go Hát với chủ tịch, đề xuất ông hãy rót vốn của Kang O vào đó, để anh trực tiếp xử lý thu mua cổ phiếu các công ty con của tập đoàn, đang được dẫn dắt bởi những đối tượng đang nhằm nhè tới chiếc ghế của ông. Đó là cách duy nhất có thể bảo vệ ông trong cuộc chiến đầy cam go này. Chủ tịch cân nhắc kỹ lưỡng và gật đầu đồng ý, nhờ vậy Kang O và các cộng sự mới triển khai kế hoạch một cách mượt mà. Sau khi họ gia tăng cổ phiếu đột ngột, thì mẹ con Sung Ju lập tức sập bẫy, gửi lời mời hợp tác để có thêm đồng minh. Liên minh Inha và Sa Jin nhanh chóng cập nhật tình hình, sớm nhận ra công ty Go Hát chính là yếu tố quyết định tới chủ nhân thực sự của tập đoàn hiện tại đang bỏ trống. Và thế là hai thế lực cùng chung một mục tiêu, đã bất ngờ có một buổi đoàn viên ngoài mong đợi. Inha không hề giấu giếm khao khát vươn tầm bá chủ, và điều đó thực sự khiến mẹ con Sung Ju nổi cơn lôi đình. Bất ngờ chưa dừng lại, khi người đích thân tạo nên cuộc hẹn này, lại chính là Inha phong độ 10 điểm không có nhưng, trong vai trò là giám đốc điều hành công ty Go Hát, chẳng phải như thế này sẽ tiết kiệm thời gian và công sức hơn hay sao? Một câu mỉa mai không thể thâm thúy hơn khiến tất cả đều nhụt chí. Đến tận lúc rời đi, hai người bạn từng rất thân, giờ chỉ còn lại những nụ cười khiêu khích và ý chí khẳng định cái tôi của bản thân mình. Mặt khác, con dâu trưởng trong gia phả chủ động ngỏ lời muốn hợp tác cùng Inha để củng cố sức mạnh. Suy cho cùng, họ có chung cảnh ngộ khi đều là kẻ yếu thế trong cuộc chiến này. Đột nhiên, mẹ kế ma mãnh lại yêu cầu Inha về nhà để cùng ăn bữa cơm gia đình. Dù có chút chần chừ, nhưng hắn vẫn quyết định bước vào. Chẳng thể ngờ, Teo đã sớm có mặt với nụ cười ngạo nghễ. Bà ta dành những lời có cánh cho Teo, người cận vệ đáng tin cậy của chủ tịch, nâng ly chúc tụng nhau đầy hào hứng, gần như ngó lơ nỗ lực nhập cuộc của Inha. Lòng tự trọng bị làm vấy bẩn, Inha chẳng có lý do gì tiếp tục chịu đựng sự khinh miệt này, nhanh chóng kiếm cớ rời đi. Trở về nhà, hắn chợt nhớ ra, vì cùng có xuất phát điểm là gia đình không hạnh phúc, nên mới kết bạn với nhau. Họ cũng từng hứa với nhau, sẽ thật thành công, để trả thù những kẻ đã gây ra vết thương lòng ấy. Xác định, cha dượng là điểm yếu của Teo, chỉ với một cuộc điện thoại cho ủy viên, ông ta đã được thả tự do 3 ngày 2 đêm. Vừa bước chân ra khỏi trại giam, Kim Su đã nhận được thông tin về vị trí ẩn náu hiện tại của người vợ, đã giả vờ hẹo để khiến ông ta phải thi hành án tử. Không mất nhiều thời gian, Kim Su đã tới tận nơi để uy hiếp bà. Vì quá sợ hãi, người phụ nữ đáng thương ấy đã bỏ chạy và bất cẩn ngã trên sân đá và xanh cỏ ngay lập tức. Theo yêu cầu của mẹ, Sung Ju chủ động mở cuộc họp báo để thông tin về tình hình hiện tại của tập đoàn Kang O và tuyên bố mình sẽ tạm thời thay cha điều hành công ty. Nhưng họ chưa kịp rời khỏi nhà thì phía công tố đã chặn đường, đem theo lệnh bắt khẩn cấp bà Gươm Súc và ông quản gia vì nghi ngờ liên quan tới việc hối lộ và tham ô. Mặc dù bà ta đã yêu cầu con trai hãy gác biến cố này sang một bên, tới công ty thực hiện họp báo như bình thường. Nhưng vốn dĩ, Sung Ju lại rất thương mẹ nên mong muốn của bà ta không được thực hiện. Thay vào đó, Inha ngạo nghễ xuất hiện, đường đường chính chính tuyên bố mình là chủ nhân thực sự của tập đoàn và hứa sẽ chèo lái nó vượt qua cơn sóng gió này. Tất cả đã diễn ra theo tính toán của hắn, khi sớm điều tra về bà ta và giao phó bằng chứng cho đàn em để gửi nặc danh tới phòng công tố vào đúng thời điểm quan trọng nhất. Tới giờ Sung Ju mới biết, hai mẹ con họ đã sập bẫy, có tỏ ra tức giận cũng chẳng ích gì. Teo cũng có chút bất ngờ về nước đi mới này của người bạn từng thân, nhưng chắc chắn phải tìm ra đối sách mới, thay vì trơ mắt nhìn hắn ngông cuồng như vậy. Đúng lúc này, tấm ảnh cha dượng được thả tự do được gửi tới, khiến Teo sợ hãi mà lái xe tìm mẹ ngay tức thì, vì biết rõ khả năng cao nguy hiểm lại rình rập người phụ nữ đáng thương ấy rồi. Hi Ju hay tin mẹ tới đồn cảnh sát thẩm vấn, liền hàn học trách mắng Inha. Ấy vậy mà người anh cô từng coi như ruột thịt lại dằn mặt, thay vì đối đầu, hãy khôn ngoan chọn cách im lặng và đứng về phía mình để có được tất cả. Hi Ju chỉ còn biết than trời, anh thực sự không còn là Inha mà em biết nữa rồi. Vì bà Gươm Súc phải ngồi tù, nên những kẻ ủng hộ Sung Ju tất nhiên sẽ chọn cách quay lưng
và muốn hợp tác với Inha, người chiếm ưu thế hơn trong cuộc chiến thừa kế. Ấy vậy mà hắn vẫn giả bộ ngây thơ như con nai vàng ngơ ngác, khiến Sung Du không giữ nổi bình tĩnh mà lao tới combat cho hả giận. Cuối cùng thì linh cảm xấu thường không có sai số, chứng kiến mẹ lạnh toát thực sự khiến cả thế giới của Tô như đổ sụp. Thời gian qua, anh đã rất nỗ lực để che giấu và giữ an toàn cho bà, nhưng sau cùng vẫn là bất tài không thể cứu được bà. Ngược lại, Inha phất lên như diều gặp gió khi có thêm sự hậu thuẫn của Tổng thống. Đám tang diễn ra trong không khí u ám. Tô như người mất hồn, nhưng cũng phải bất ngờ khi thấy Sung Du tới đây để viếng thăm và gửi lời chia buồn. Chỉ vì Inha mà cả hai người họ đều đã mất đi mẹ rồi, nên nhất định phải hợp tác với nhau thôi. Inha nở nụ cười của kẻ chiến thắng, thẳng tiến tới tầng cao nhất, vốn dành cho vị trí chủ tịch. Nhưng chưa kịp tới nơi, thì công tố lại xuất hiện, với một lệnh bắt tạm giam khác vì tội giết hại Inju và Kijun. Quay trở lại một ngày trước đó, Tô trầm tư nói lời tiễn biệt mẹ quá cố. Chính Haewon cũng ghen tị, khi anh có người mẹ tuyệt vời, luôn cầu nguyện cho tương lai của con trai. Thậm chí trước khi chết, bà cũng chuẩn bị sẵn tâm thư, phòng trường hợp có biến cố xảy ra. Bà hy vọng anh hãy quên đi tất cả, rũ bỏ mọi thù hằn và phẫn nộ, để tiếp tục sống một cách vẻ vang. Bà không mong cầu gì hơn, sẽ được ôm anh thật chặt trong lòng, nếu sau này họ có thể gặp lại nhau. Inha đã có thể nở nụ cười tự xoa dịu mất mát của chính mình, vượt đường xa xa xôi về lại quê hương của bà, thăm lại ngôi nhà cũ chất chứa nhiều kỷ niệm, và cùng mẹ ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc nơi này với sự bình yên đông đầy. Cũng chính tại nơi này, Tô năm 18 tuổi đã mạnh dạn đề xuất trở thành đối tác của Inha, cùng nhau nuôi dưỡng ước mơ trở thành chủ nhân thực sự của tập đoàn Kang O. Trải qua bao thăng trầm, những lần hiểu lầm, những cuộc cãi vã, và sau cùng là bị đâm sau lưng, thì anh mới thấm thía, suốt thời gian qua thực sự đã đi sai đường rồi. Nghe theo tâm nguyện của mẹ, Tô xóa bỏ hoàn toàn những nỗ lực điều tra, bàn mưu tính kế suốt thời gian qua. Trong khi đó, Inha thấy bản thân thật xứng đáng với vị trí hiện tại. Thực sự, thì hắn cũng phải đánh đổi rất nhiều, bao gồm cả danh dự và tự trọng. Bà gươm xúc dù đã mặc áo tù, nhưng vẫn ép Sung Du phải tranh đấu để trở thành chủ tịch. Bà tự cho rằng, họ đi tới bước này là vì tương lai của Sung Du, nhưng thực chất chính vì lòng tham không đáy của bà mà thôi. Cậu ta chưa từng mong cầu điều đó, và đã quá mệt mỏi khi phải chạy theo kế hoạch của bà rồi. Sung Du chỉ mong, họ hãy dừng lại ở đây, tiếp tục cuộc sống một cách yên bình nhất có thể. Cuộc họp cổ đông chính thức diễn ra, ai thuộc phe nào mới lộ diện một cách rõ ràng. Ấy vậy mà Sajin, cổ đông đặc biệt vẫn chưa tới, vì bận tâm sự với con gái. Jin cũng chia sẻ, đã bị Inju đâm sau lưng, và chịu đựng những cơn thèm thuốc suốt thời gian dài vừa qua. Trước khi là một cổ đông, ông ta đã là người cha thương con, nên chọn cách đứng ra bảo vệ cô thay vì né tránh như trước. Đang trong lúc mất cảnh giác nhất, tự tin hướng tới phòng chủ tịch, thì Inha lại bị bớ, vì tội sát hại Inju và Kijun. Tất nhiên, người đứng sau kế hoạch này chính là Tô đây. Thực sự là một cuộc đấu trí căng não, cân tài cân sức. Phe ủng hộ Inha trở nên sốt sắng, trong khi Tô nắm thế chủ động khi nhận được sự hậu thuẫn từ Jin Kung. Các cộng sự nhiệt tình giúp sức khi tóm gọn tên quản giáo, cánh tay nối dài thực hiện mọi chỉ thị của Inha trước đó. Tới giờ phút này, Inha vẫn tự tin mình vô tội. Cho tới khi có sự xuất hiện của nhân chứng, chính là Kijun lẽ ra phải xanh cỏ từ lâu, thì hắn nhận ra game over mất rồi. Thì ra, sau khi tên quản giáo rời đi, Jin Kung vô tình bắt gặp, nhanh chóng cấp cứu và thông báo tin quan trọng này cho Tô. Dù sớm dự đoán hành động vô nhân tính này của Inha, nhưng anh vẫn chưa thể chấp nhận bộ mặt thật này của người bạn từng thân hàng chục năm qua. Anh chọn cách thuyết phục Kijun hãy thành thật khai báo, sao có thể tin kẻ sở hữu lòng tham vô đáy, sẵn sàng lấy mạng cả cha và người bạn nối khố được chứ? Nói chính xác hơn, đối với Inha, họ chỉ là những con chó phải sống chui rúc và sẵn sàng sủa khi hắn ra lệnh mà thôi. Tốt hơn hết, họ phải cùng nhau chấm dứt hiện thực tàn khốc này, để tiếp tục sống tiếp cuộc đời dang dở. Chính vì thế, Kijun mới hay đổi quyết định, trở thành nhân chứng tố cáo tội ác của hắn. Sao mà không xót xa cho được, khi liều mình bảo vệ hắn, mà hắn lại sẵn sàng rớt người diệt khẩu nhẹ như lông hồng vậy. Với đoạn phim được ghi lại đầy đủ trong điện thoại tại hiện trường, Inha không thể chối quanh. Chính hắn đã ra tay, và Kijun chỉ chịu trách nhiệm thu dọn hiện trường mà thôi. Mặt khác, Tô trực tiếp gặp Sajin, đề nghị một mức giá quá hời để mua lại số cổ phần của ông ta, cùng yêu cầu tuyệt đối không được dính líu tới Inha nữa. Rất nhanh sau đó, văn phòng hợp tác thịnh vượng do Inha làm giám đốc bị điều tra toàn diện, chủ tịch đối mặt với nguy kịch, và đội ngũ bác sĩ phải căng mình chiến đấu giành giật lại mạng sống. Inha mòn đít trong tù cũng nhận được thư, chẳng phải là lời hỏi thăm từ ai, mà chính xác là giấy xác nhận gạch tên hắn ra khỏi gia phả nhà họ Kang. Một kết cục xứng đáng dành cho kẻ vừa tham lam vừa hiểm ác. Vì Hiju ngỏ ý muốn gặp, nên Tô cũng có mặt tại căn nhà trống vắng này. May mắn là chủ tịch đã vượt qua cửa tử, dù chưa hồi phục hoàn toàn nhưng đã tỉnh táo trở lại. Phiên tòa kết tội Inha diễn ra, thẩm phán tuyên án chung thân, sau bề dày thành tích ác ma của hắn. Thời gian trôi qua,
vẫn là Teo dành sự quan tâm cuối cùng cho người bạn từng thân. Tới tận bây giờ, hắn không mong cầu sự tha thứ, và thực sự không hiểu vì sao mối quan hệ của họ lại trở nên thê lương thế này. Dù sao thì tôi rất vui vì được làm bạn với cậu, nhưng ký ức tươi đẹp hiện về như một thước phim tua chậm. Anh rời đi, với tấm ảnh chụp chung nhân ngày tốt nghiệp, với những nụ cười hạnh phúc nhất. Sau chuỗi biến cố liên tiếp, Hiju chọn cách tự xoa dịu tổn thương bằng một chuyến du lịch chưa hẹn ngày trở về. Haewon được làm công việc mình yêu thích, lấy lại nét kiêu kỳ đúng như cô nàng ngày trước. Dưới ánh đèn leo lắt, Inha chọn cách tự kết liễu cuộc đời mình, với giọt nước mắt chưa kịp khô, rơi cả lên bức hình kỷ niệm tươi đẹp một thời. 3 năm sau, Sungju khẳng định bản thân khi điều hành văn phòng hợp tác thịnh vượng phát triển vượt bậc. Chủ tịch cũng hoàn thành ước mơ xây dựng con đường hoàng gia, với sự giúp sức của Teo. Haewon nhận được sự tín nhiệm từ Tổng thống vì những nỗ lực không quản ngày đêm. Và vị trí chủ tịch còn trống, không bàn cãi, chỉ có thể là Teo mà thôi. Hai đối tác năm nào dành cho nhau sự tôn trọng nhất định với cái chào và nụ cười mãn nguyện. Trước đó, chủ tịch thực sự biết ơn khi Teo đã vững vàng giúp tập đoàn Kang-o vượt qua sóng gió, thay vì tư lợi cá nhân mà chiếm đoạt nó. Thế nên, dù không cùng chung huyết thống, ông thực sự muốn Teo trở thành chủ tịch kế nhiệm. Đây quả là đề xuất bất ngờ mà Teo chưa từng nghĩ tới. Nhưng cuối cùng thì hy vọng của ông cũng không đặt sai chỗ. Đặt bó hoa tươi thắm tưởng nhớ người bạn quá cố Inha, Teo giữ nguyên nét mặt trầm tư. Và giờ, Hiju đã trở thành cô bạn gái dễ thương của tân chủ tịch. Bên này, đội ngũ cộng sự của Teo có thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa, sau khi căng mình chiến đầu cùng anh. Vừa có tài vừa có đức, Inha sớm thu phục được cả thiên hạ. Quỹ nhi đồng Kang-o chính thức đi vào hoạt động, pháo hoa chúc mừng liên tục xuất hiện, giống hệt như năm xưa, khi mới chỉ là cậu nhóc 18 tuổi với hoài bão đong đầy. Anh tự tin sẽ viết tiếp nên ước mơ của mình, một cách đầy tự hào. Bộ phim tới đây là hết, đón xem những bộ phim hấp dẫn khác tại Bi Review Phim nha các bác. Xin chào và hẹn gặp lại.